Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đảo ngược phán quyết vốn coi việc phá thai là hợp pháp và trao quyền tự quyết cho các tiểu bang. Kể từ đó, 21 bang đã thông qua luật hạn chế việc phá thai. Tại một cuộc tập hợp mới đây của Donald Trump, tôi là một người không ủng hộ phá thai, nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng nên có quyền quyết định lựa chọn phá thai sớm và an toàn, với những trường hợp ngoại lệ liên quan đến những đứa bé và người mẹ. Nhưng cái đó nên do mỗi tiểu bang quyết định. Một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy phán quyết Dobbs vs. Jackson 2 năm về trước đã kích động các cử tri, những người chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất và điều này sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi hiện thấy mức cao kỷ lục, với 32% cử tri nói rằng họ sẽ chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề này. Nhưng một lần nữa, điều đó không thực sự thay đổi giữa các đảng viên Cộng hòa và Độc lập. Tỷ lệ này vẫn hoàn toàn ổn định, ở mức khoảng 20-22%. Chính những người thuộc đảng Dân Chủ đã thực sự nổi lên. Một trong những cử tri đó là Jaden D'Onofrio. Chúng tôi thấy rằng quyền phá thai và cần sa giải trí là những chủ đề rất quan trọng đối với cử tri trẻ, cũng như điều họ quan tâm hàng đầu, đặc biệt là quyền phá thai. Vào tháng 5, bang Florida của D'Onofrio đã ban hành một trong những luật khắc nghiệt nhất của bang, coi việc phá thai sau 6 tuần thai là bất hợp pháp. Tổng thống Joe Biden gọi sự chắp vá của luật pháp hiện nay là hỗn loạn. Việc bạn sống ở đâu ở Mỹ không quan trọng, đây không phải là về quyền của các bang, đó là về quyền của phụ nữ. Kẻ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tước đi quyền tự do này ở Mỹ chính là Donald Trump. Tổng thống Biden có quan điểm phức tạp về việc phá thai liên quan đến đức tin công giáo của ông. Mới đây, ông đã gặp Đức Thánh Cha tại Vatican. Giáo hội dạy rằng phá thai là vô đạo đức, nhưng người Công giáo lại bị chia rẽ về vấn đề này. Quan điểm của tôi giờ đây đó là chúng ta thực hiện phá thai theo quy định của pháp luật. Cựu Tổng thống Donald Trump nhận công về mình khi Tòa án Tối cao ra phán quyết khiến phá thai bị đưa ra ngoài vòng pháp luật tại nhiều tiểu bang. Về vấn đề này, bạn cần lắng nghe con tim mình, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải thắng trong kỳ bầu cử này để có thể khôi phục lại nền văn hóa, cứu lấy đất nước này, nơi thật đáng buồn là đang trên đà đi xuống. Seth từ Gallup cho biết sẽ rất thú vị để xem liệu quyết định của Tòa án Tối cao sẽ thay đổi phiếu bầu vào tháng 11 hay chỉ đơn giản là thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu.